chưa vô ổ hả? Không. Khi mà nó cố gắng múc đừng cho nó sát đất, nó sát đất là nó mất cái hồ, cái hồ nó không biến, không biến yếu. Thank you.
sao á. Mình có làm á, mình chọn thò cho nó đều luôn. Thì anh cạo đi. À, sao anh nói rồi đó. Chứ mình chọn thò mà kiểu này á, là mình cạo ngược lên là mình làm thời gian nó còn tốn hơn nữa. Cạo ngược lên, phải chọn lại, thời gian nó còn tốn hơn. Mình sao chọn chọn đẹp hơn á. Gạt nó xuống. Làm cái nào mà anh thấy nó không đúng một lúc nào đó anh cứ sửa luôn, không cần phải nói, bởi vì không có cái nào 100% được. Còn bốn điều vẫn là đi cùng bạn của máy. Chuyền nó có máy vậy đó. Chuyền nó cho anh về nhà nó ở. Anh đi. Cho mình nó ở đây 130. Rồi. Bạn nhớ còn gửi đồ nhà qua không? Lấy hả?
thường nếu có chót thì con làm cho ai? Thì cho ai? Chứ không có gì làm cho ai. Con có chót thì làm cho sư phụ của nói chung là người tượng này. Nếu mà gạch chiều mai nó mới tới thì mốt mình mới làm được chứ. Chiều nay chiều mai sau đó chiều mai ừ hôm qua nó chiều mai rồi lúc này chiều mai 1 giờ chiều nay 1 giờ chiều nay nói nó hỏi chiều nay mày có lúc gạch lúc được không nó này gạch chiều mai vào đây biết nó hỏi không? Nó không biết nó mới hỏi không? Thì mẹ hỏi giống như clip vậy. Chiều mai anh đến cả mình chưa? Chỗ này kiếm chỗ mấy góc em, góc em làm nha.
Anh sẽ đặt trước chỗ này thôi. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì nhanh giữa này nó cao. Nãy mình trên hồ lên đó. Nhớ không? Cái line này nó cao lắm, nó có một. Đúng rồi, nó gồ ghề phải đúng rồi. Đó, chỗ này rồi. Mới ra được cái giữa rồi mình đi không? Bye-bye.
đi uống từ Nghệ An đó phải không? Hả? Cà phê Trung Nguyên đó, ông chủ đặt uống từ Nghệ An không? Đúng vậy đó. Và Nghệ An nữa. Anh không có nghe mà đoán là vậy, thấy chân bùn chân cao của người Nghệ An không ạ?
chưa nha.
Cần không? Sau này gạch mới chơi được thôi. Thực ra mình đâu cần là nó cần phải là cần làm chứ. And do make a concrete around here. Do you want the person to do the concrete? Yes, I know. It depends. If you want, I can recommend you my friend. Is it good? And he do very. I have to see good. Yeah, he do cheap. Because the mesh is sticking up a bit. So in here,
many things. That's why. We yeah, because you got the beams. But yeah, I lift that up in the end. I got space. I should have lifted up the whole thing. Because I have someone else. He told me 50 mil. Yeah. In here too high. I wish I had 50 there. Eh? Yeah, but 30. We must follow the old floor. Yeah. And make it higher and in here. Yeah. Yeah. I lifted up the concrete there. He wanted the whole thing 50 mil. You do by yourself? Yeah. Correct. 50 mil good for paper? Yes. Not for tile. How much for tile? 35? What do you like? I'm talking. 13? Not much, huh? Yeah. It's only 50. This one go hard, yeah? Yeah. I'll just spread it. It's okay. I am on the board. That's it. I hope you. Yeah. You want it? I using that one. Thank you.